Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn, website của tôi là hoangngocson.com. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề mà hầu như tất cả các cái nhà đầu tư, những người quan tâm và giao dịch forex, những người mới tham gia thị trường có nhiều cái băn khoăn lo lắng là làm thế nào để chúng ta có thể mở tài khoản giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong cái trang gọi là đầu tư tại nhà.com. Chúng ta vào trong đầu tư tại nhà.com thì các bạn có thể kéo chuột xuống. Ở đây nó có là cái sàn giao dịch nè, cái sàn giao dịch này. Ở đây là những sàn giao dịch uy tín và nó có thanh khoản nó cao, thì các bạn có thể tham khảo và thực hiện cái việc hướng dẫn và mở tài khoản ở đây. Trong cái phần này thì tôi tập trung hướng dẫn cho các bạn những cái tài liệu cần thiết để chúng ta thực hiện cái việc mở tài khoản một cách nhanh chóng và đầy đủ. Chúng ta vào trong cái phần sàn dịch, chúng ta vào Hot Forex, chúng ta chọn là mở tài khoản chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ thì để có thể mở cái tài khoản chúng ta cần những thông tin như sau. Cái thứ nhất là chúng ta cần một cái giấy gọi là giấy chứng minh nhân dân, thì chúng ta đều ai cũng có rồi, thì các bạn nên lấy cái giấy chứng minh nhân dân của mình. Các bạn dùng cái điện thoại, bạn chụp hai mặt, chụp mặt trước và mặt sau để chúng ta có thể gửi cho khách hàng, gửi cho cái sàn này. Và các bạn lưu ý một điều là chúng ta khi chúng ta chụp rồi thì chúng ta cũng không có nên là dùng Photoshop chỉnh sửa gì cả. Chúng ta cứ chụp mặt trước và để cho nó xuất hiện cái nền, cái bìa lên chẳng hạn, không cần phải đẹp, có nghĩa là rõ là được rồi. Hãy đưa giấy chứng minh nhân dân lên một tờ giấy và chúng ta chụp luôn cả tờ giấy cũng được, mặt trước và mặt sau, để chúng ta gửi lên cho cái sàn để người ta duyệt, chứng tỏ người mở tài khoản này là một người, một cá nhân thực thể thật thụ, chứ không phải là cái robot hay hoặc là những cái tổ chức nào khác. Cái đó là cái điều thứ nhất, tức là chúng ta phải có một cái chứng minh nhân dân. Cái thứ hai nữa là ở đây nó dùng cái gọi là cái bank statement, là giống như cái báo cáo giao dịch của ngân hàng chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta không cần cái đó, nhưng chúng ta sử dụng một cái thay thế khác, là ví dụ như chúng ta chọn vào đây, chúng ta xem ví dụ nè, bank statement này, tức là cái giống như cái sao kê ngân hàng vậy. Thì bây giờ không cần sao kê thì chúng ta dùng một cái tờ giấy khác để thay thế. Thì các bạn kéo chuột xuống, ở đây chúng ta thấy là đây nè, nó có một cái gọi là tờ giấy là xác nhận sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Thì cái việc mà xác nhận thẻ thanh toán quốc tế này nó rất đơn giản. Khi mà giao dịch trên cái thị trường này thì chúng ta cần phải có một cái thẻ gọi là thẻ Visa Debit hoặc là cái thẻ Master Debit, cái này được gọi là thẻ thanh toán quốc tế. Và khi chúng ta mở cái thẻ rồi đó, thì chúng ta ra ngân hàng, chúng ta nhờ ngân hàng là xác nhận chúng ta là chủ sở hữu của cái thẻ này. Và khi xác nhận chủ sở hữu của thẻ này rồi, chúng ta lấy cái xin tờ giấy này. Thì thông thường tờ giấy này xác nhận thì ngân hàng nó thu người ta là 50.000. Và chúng ta lấy cái tờ giấy này, chúng ta dùng điện thoại chúng ta chụp xong, chúng ta đặt đặt tên nó là BOA, cái file nó là BOA. Và chúng ta để upload lên trên cái sàn, dùng để xác thực người mở tài khoản. Như vậy thì hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là chúng ta cần có giấy chứng minh nhân dân, đặt tên nó là BLE hoặc là bây giờ là personal ID chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là cái file là BOA, thì cái file này là tức là cái xác nhận sử dụng thẻ thanh toán quốc tế cho nó tiện. Và đương nhiên là chúng ta phải có một cái thẻ Visa hoặc là Master. Để có thể tiện hơn thì tôi xin chia sẻ với các bạn nên mở cái thẻ Visa Debit tại cái ngân hàng như ACB chẳng hạn, thì rất là nhanh. Các bạn ra thì các bạn mở tài khoản, mở cái thẻ Visa thì khoảng nửa tiếng đồng hồ, các bạn xin luôn cả cái tờ giấy xác nhận thẻ thanh toán quốc tế này dùng để làm xác thực chỗ ở chúng ta, thì như vậy nó rất là nhanh chóng và tiện lợi. Đó là hai cái tài liệu mà chúng ta cần phải có, và các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ như vậy để chúng ta tiện trong cái việc chúng ta mở tài khoản giao dịch.